Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đắk Lắk có 12 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê nhân. Quảng Ngãi nguy cơ từ trụ neo tàu thuyền ở cảng Mỹ Á. Triệt xóa đường dây mua bán ma túy trên địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm. Có 5 trường hợp không được áp dụng tăng giờ làm thêm gồm người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người lao động làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nghị quyết nhấn mạnh trong trường hợp phải làm thêm giờ, người sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số. Những năm qua, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới dựa trên ứng dụng công nghệ hiện đại, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán. Việc ứng dụng công nghệ số giúp thay đổi diện mạo của ngành ngân hàng, tạo ra nhiều giá trị mới và tạo đột phá trong hoạt động ngân hàng. Không còn phải lấy số thứ tự gặp gỡ giao dịch viên để làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản. Khi tới ngân hàng ACB chi nhánh Ninh Thuận, chỉ cần thao tác đơn giản trên máy nộp và rút tiền tự động, khách hàng có thể tự nộp tiền vào tài khoản của mình hoặc cho người khác hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng. Ngoài các chức năng rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, tương tự dòng máy ATM thông thường, máy nộp và rút tiền thông minh được bổ sung tính năng nộp tiền mặt, được ví như một giao dịch viên điện tử cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông suốt 24/7. Trước đây khi nộp tiền thì chưa có triển khai cái máy để CDM này thì chúng tôi phải vào trong ngân hàng lấy số thứ tự ngồi đợi tới lượt rồi sau đó mới được kêu tên kêu số mới được nộp tiền. Còn khi triển khai cái máy này thì rất là tiện lợi. Thứ nhất, chúng tôi không cần chờ đợi gì hết, khi vào là nạp tiền ngay vào máy, thời gian nạp cũng rất là nhanh, máy kiểm soát cũng rất là tốt, không có sợ tiền giả, tiền gì cũng phát hiện ra được hết, thì thời gian rút ngắn rất là nhiều, tiện ích rất là nhiều. Trong 2 tháng vừa qua, ngân hàng ACB chi nhánh Ninh Thuận đã triển khai ngân hàng số ACB One, tích hợp các tính năng đáp ứng nhu cầu giao dịch hiện đại như mở thẻ online, gửi tiết kiệm kỳ hạn tự chọn ngày đáo hạn mong muốn, rút tiền mặt tại ATM bằng QR code, chuyển khoản bằng QR code, mua bảo hiểm, tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng. ACB cũng đang sử dụng những công cụ số tích hợp để đẩy mạnh cái việc công cụ số hóa thông qua cái quy trình về vận hành, đẩy mạnh cái việc sử dụng video call, các kiosk ở các tại chi nhánh phòng giao dịch, đặc biệt là các cái AI bot để đọc và nhận diện khách hàng. Với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những năm gần đây, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cho ra đời những sản phẩm dịch vụ tiện ích trên nền tảng ứng dụng số. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo sát sao tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực phối hợp với các sở ban ngành liên quan, triển khai các hình thức thanh toán điện tử để phục vụ công tác chuyển đổi số, mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia, mở tài khoản, thanh toán trực tuyến qua cửa hàng số, sàn thương mại điện tử, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi như mở tài khoản, thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, hoạt động thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt cái tình hoạt động chuyển đổi số, rồi công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn,
và phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan để tham mưu thông tin kịp thời cho Ủy ban tỉnh cũng như là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong triển khai cái nhiệm vụ giải pháp cụ thể khả thi nhằm thực hiện cái công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số ngân hàng nói riêng, đảm bảo cái an ninh an toàn phù hợp với mục tiêu định hướng của chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh, đồng thời tăng cường cái công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các cái vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng điện tử. Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng sẽ ngày càng được đẩy mạnh với tốc độ nhanh hơn, hiện đại hơn, tối ưu hơn, toàn diện hơn. Ngành ngân hàng tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thúc đẩy các mô hình kinh doanh, quản trị điều hành trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng bứt phá, đổi mới, sáng tạo, đồng thời chú trọng đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hiện tại Đắk Lắk có 12 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê, trong đó xuất khẩu cà phê nhân hàng năm đạt trên 300.000 tấn với kim ngạch trên 650 triệu đô la Mỹ. Từ hoạt động sản xuất cà phê đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 300.000 người trực tiếp sản xuất và gần 200.000 người có liên quan. Đây là một trong những sản phẩm xuất khẩu và là nguồn thu ngân sách quan trọng của tỉnh Đắk Lắk. Những năm qua, ngành cà phê của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá dù đối mặt với không ít khó khăn hạn chế. Thời gian qua, ngành cà phê gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ giảm và hoạt động thông quan không thuận lợi. Doanh nghiệp gặp khó khăn ở khâu vận chuyển, tình trạng thiếu container và tàu biển, cước vận chuyển tăng cao so với trước đây, cộng với khó khăn cố hữu lâu nay như cà phê của tỉnh đang yếu ở khâu thu hoạch và chế biến sau thu hoạch. Việc xây dựng thương hiệu riêng cho xuất khẩu cũng khó khăn khiến lợi nhuận thu về từ việc trồng cà phê chưa cao. Với ưu thế vượt trội về độ ngọt, độ bóng và năng suất cao cũng như sức kháng sâu bệnh tốt, những giống dâu tây lai giữa dâu tây bản địa Đà Lạt và dâu Hàn Quốc đã mở ra một triển vọng mới cho người canh tác dâu tây Đà Lạt, Lâm Đồng. Giống dâu tây mới này đã đáp ứng nhu cầu thay thế một số giống dâu tây đã bị thoái hóa hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này qua phóng sự sau. Chị Phạm Nguyễn Đăng Thanh là một nông dân vừa trồng dâu vừa mở cửa đón khách tham quan hái dâu tại vườn nhiều năm nay. Tuy nhiên, những giống dâu chị mua ngoài thị trường lâu nay đã không còn đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng cao về sản lượng và chất lượng của khách hàng. Vì vậy, chị đã tham khảo tìm hiểu và gặp được giống dâu tây mới của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt. Chị đã thật sự ưng ý với giống dâu mới này. Mình thấy cái trái, thứ nhất, cái trái nó rất là cứng trái. Nó lớn trái mà dâu nó ngọt và thơm. Đặc biệt là mình thấy cái giống nó rất là khỏe. Các giống dâu tây mới như BS107, BS701, BS807, BS814 ra đời là kết quả phối hợp nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt và Trung tâm Nông nghiệp Copia Hàn Quốc tại Việt Nam. Các giống dâu đậy có thời gian ra hoa khoảng 78 ngày, thời gian quả chín khoảng 30 ngày. Quả dạng hình nón, khá cứng, màu đỏ khi chín, độ brit, tức độ ngọt trên 12%. Qua cái đánh giá thì chúng tôi thì cũng mong là Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa sẽ tiếp tục phối hợp cùng với cả các cái hội nông dân cũng như là những cái hộ mà trồng dâu tây trên địa bàn thành phố Đà Lạt tiếp tục có những cái biện pháp khuyến cáo cũng như là nhân rộng. Các mô hình dâu tây mới được canh tác hữu cơ, có nuôi ong và sử dụng quạt gió để tăng khả năng thụ phấn cho dâu. Với những thành công từ mô hình điểm, thời gian tới ngành chức năng sẽ nhân rộng việc sản xuất các giống dâu tây mới, năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt ra các vùng canh tác phù hợp nhằm phát huy lợi thế và mang lại lợi ích kinh tế của loại cây trồng đặc hữu mà rất ít vùng sinh thái ở Việt Nam trồng được. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số, huyện Y Hờ Rai, tỉnh Kon Tum đã phát động xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Y Hờ Rai gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân,
cùng nhiều cách làm sáng tạo, đến nay bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Chúng tôi trước đây ngoài đi làm công nhân chỉ nuôi con gà, con vịt để làm thịt cải thiện bữa ăn. Sau khi được chính quyền địa phương định hướng giúp đỡ, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư mua 5 con bò. Đến nay đã sinh sản lên đến 8 con, hàng năm thu nhập từ bán bò khoảng 50 triệu đồng. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới là trên 2,2 ngàn tỷ đồng, trong đó nguồn lực từ ngân sách nhà nước trên 1,3 ngàn tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án thuộc ngân sách nhà nước trên 600 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã còn lại sẽ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và 2025. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Cùng với tham quan và nghỉ dưỡng, xu hướng du lịch gắn với tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa bản địa đang ngày càng hấp dẫn du khách. Nắm bắt xu hướng này, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung gắn kết việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch để tạo điểm nhấn thu hút du khách. Ninh Thuận hiện có 239 di sản văn hóa, trong đó có 64 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được lập hồ sơ xếp hạng ở các cấp. Ninh Thuận là một trong số 21 tỉnh thành có nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm đang đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây chính là nguồn tài nguyên văn hóa quan trọng để Ninh Thuận khai thác phát triển du lịch. Thời gian tới, Ninh Thuận tiếp tục huy động các nguồn lực, ý tưởng, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư dự án phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng, tăng cường tổ chức nhiều đoàn khảo sát với sự tham gia của đơn vị lữ hành nhằm giúp địa phương xây dựng sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Là điểm được lựa chọn khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2022, đảo Ký ức Hội An là một địa điểm du lịch tiên phong về phát triển du lịch xanh, song hành cùng trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Cùng với chương trình nghệ thuật được lồng ghép trong tổng thể chương trình khai mạc, hiện tại nhiều công trình hạ tầng được kỳ vọng là điểm nhấn mới, sản phẩm du lịch xanh đang được khẩn trương hoàn thành, đưa vào phục vụ du khách đến Quảng Nam vào dịp này. Được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Đảo Ký ức Hội An đã đầu tư quy mô lớn cho nhiều hạng mục, khẳng định định hướng phát triển du lịch xanh, song hành cùng du lịch văn hóa của mình trong nhiều năm qua. Cầu bộ hành Ánh Trăng, thương cảng nối giữa phường Cẩm Châu và phường Cẩm Nang. Cầu có thiết kế như một dải vần trăng bắt nối hai bờ sông Hoài, chiều dài tổng 110m, mang đậm tính nghệ thuật và hài hòa trong cảnh quan chung của khu phố cổ. Cầu Ánh Trăng sẽ được sử dụng cho di chuyển trong lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và dự kiến mở cửa đón du khách tham quan sau đó. Đây là công trình được kỳ vọng trở thành điểm check-in mới của Hội An. Trong năm 2022, hiện cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, kết hợp trang trí tạo điểm nhấn cho đảo khi đón du khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa. Đảo Ký Hội An được lựa chọn để trở thành địa điểm tổ chức lễ khai mạc của năm du lịch quốc gia thì có ý nghĩa rất là quan trọng đối với không chỉ là đảo Ký Hội An mà cả thành phố Hội An, đánh dấu cho sự hồi sinh trở lại của ngành du lịch của thành phố Hội An, đảo Ký Hội An cũng như là tỉnh Quảng Nam nói chung. Cùng với nội dung được lồng ghép trong tổng thể chương trình khai mạc, show diễn thực cảnh Ký ức Hội An cũng sẽ được thay hiệu ứng ánh sáng mới. Các hiệu ứng 3D hiện đại mới kết hợp cùng sân khấu ngoài trời rộng đến 25.000m², hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách một bữa tiệc của những giác quan, bùng nổ cảm xúc trong hành trình du hành ngược thời gian 400 năm lịch sử. Đến với vùng đất Pháp Tô nhộn nhịp giao thương, giao thoa văn hóa với con đường gốm sứ tơ lụa trên biển và những câu chuyện văn hóa tinh hoa về đất, về con người phố hội và những câu chuyện lịch sử có thật khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh dân tộc và tinh thần thượng võ người Việt. Tất cả với mong muốn tạo dấu ấn, truyền đi thông điệp ấn tượng về hình ảnh mới của du lịch Quảng Nam trong năm du lịch quốc gia 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản cho phép F1 trên địa bàn thành phố được đi học, đi làm kèm điều kiện quy định phòng dịch của ngành y tế. Để hạn chế gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh, đi học, các hoạt động quản lý điều hành chăm sóc y tế do phải cách ly các trường hợp F1 theo quy định trước đây và trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế,
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các biện pháp y tế đối với F1. Cụ thể, F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng, được phép tiếp tục đi làm, đi học. Tuy nhiên, phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Trong thời gian này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập làm việc bằng phương tiện cá nhân, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập, đồng thời tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ. Cảng Mỹ Á thuộc phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều trụ bê tông neo cột tàu thuyền. Trong quá trình sử dụng, một số trụ bị gãy, đổ khiến người dân bất an. Khu vực neo đậu tàu thuyền cảng Mỹ Á có khoảng 33 trụ bê tông xây dựng cố định và sử dụng vào mục đích neo cột tàu thuyền. Một số trụ bị hư hỏng, gãy đổ, nằm dưới đáy luồng. Không nhận được cảnh báo, nhiều tàu cá trong và ngoài địa phương ra vào cảng thường xuyên bị va chạm, gây thiệt hại tài sản cho ngư dân. Những cái trụ cột bù như thì không biết là chất lượng như thế nào, nhưng mà tàu mà va vô một tí là nó sập xuống. Theo phản ánh của người dân, tình trạng trụ bê tông neo tàu thuyền hư hỏng trở thành cái bẫy gây tai nạn cho tàu cá đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được cơ quan quản lý khai thác cảng cá sửa chữa kịp thời. Khi cái bù này nó ngỡ là tàu bè vô nó có nhiều cái phức tạp lắm, mà kể cả người dân ở đây làm ăn nó cũng hơi khó khăn, bởi vì cảng luôn nó không có được là liền lành lắm, nghĩa là tàu thuyền luôn nó không có về. Cảng cá Mỹ Á có số lượng tàu cá xa bờ ra vào khai thác mua bán hải sản. Những trụ neo cột tàu thuyền hư hỏng lâu nay cần được khắc phục sớm, giúp ngư dân an tâm trở về bến sau mỗi chuyến vươn khơi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đinh Sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Công Toàn sinh năm 1991, Nguyễn Hữu Tình sinh năm 1998, cùng trú xã Quảng Sơn, huyện Đinh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, và Phạm Thị Thu Thảo sinh năm 1993, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2022, Công an huyện Ninh Sơn đã bắt quả tang đối tượng Trương Công Toàn đang nhận một bịch tinh thể màu trắng, nghi là ma túy với trọng lượng khoảng 10 gram giấu trong hộp quà được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận. Đồng thời tiến hành kiểm tra tại nơi ở của đối tượng Trương Công Toàn, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 9 tép tinh thể màu trắng và 4 viên thuốc nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng dùng để phân chia. Tại cơ quan công an, Trương Công Toàn khai nhận số hàng trên là ma túy được Toàn mua từ thành phố Hồ Chí Minh rồi về phân chia bán lại cho các con nghiện trên địa bàn là Nguyễn Hữu Tình và Phạm Thị Thu Thảo. Đấu tranh nhanh với Nguyễn Hữu Tình và Phạm Thị Thu Thảo, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Trương Công Toàn và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Được biết, đối tượng Trương Công Toàn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Sơn đang mở rộng điều tra vụ án. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về tình hình thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi chủ yếu, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng. Buổi chiều có mưa dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi có mưa dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét, biển bình thường.